Ông ơi, lên lầu 6 có lấy giùm anh cái túi thần kỳ đâu đây mà anh ghi bát hát rồi xuống đây em. Phải biết trong đó có cái gì không em? Trời, má, trong đó có cái bao tay ông ơi. Mấy ông tập gym không có đeo bao tay á, nó bị chai tay về rút gái nó bỏ hết nè. Tôi xin thưa với đồng chí luôn á. Bỏ sạch hết. Rút tao mình nhỏ toàn đổ quét không à, bị gì bị sướt. Vlog thực hành. Thiết thực. Cụ thể. Châm biếm, hài hước. Phương pháp tập gym đúng chuẩn. Tứ trụ Sài Gòn, gym triệu đô, đẳng cấp 5 sao. Gym Chúa Duy Nguyễn, THOL. Chào mừng các em đến với phòng gym VIP nhất khu Bắc Sài Gòn, quận 12 nha các em. 535 Lê Văn Khương của gym Chúa Duy Nguyễn. Tự tin không? Có cái phòng gì là tự tin không em? Tiếp tục đến chủ đề nổ máy. Đây là máy mới nữa. Nổ tiếp. Đây là máy để vai. Nãy chạy xe trên đường quốc lộ 1 kẹt tiếng rưỡi bạn. Trời ơi má ơi. Nó kẹt kẹt quạo luôn á. Kẹt kẹt kinh khủng mà kẹt kẹt ức chế. Kẹt mà không nói nên lời luôn. Trời trời. Hên á, chưa uống Olip. Vô tới đây muốn Olip. Bởi vậy nhiều thành nó cũng khổ bạn, từ thành này qua kia cực lắm. Mang đi xe máy nhường phòng chứ sướng. Đổ lũi lệ ban lên nó dễ hẹ điên ro ro ro. Mình đi xe hơi. Bởi giờ đừng tưởng đi xe hơi là sướng, xe hơi khổ lắm em. Nuôi xe hơi đó tốn nhiều tiền lắm. Đó, tới đây xong nãy giờ ngồi làm việc không cũng hết mẹ hơn tiếng rưỡi nữa rồi. Bây giờ biết mấy giờ không? Bây giờ là 3 giờ chiều rồi đó. Sáng chưa ăn gì, tập gym 3 chiều tới 5 giờ xong. Một ngày của Duy Nguyễn. Ăn là tập gym không lắm em. Hôm nay tập dai, giờ tập khỉ gì nữa, vô quẹt quẹt cho ra mồ hôi về thôi. Lỡ giờ rồi. Không tập được mấy em. Đó. Chưa khai trương nha, nhưng mà phòng dạo này có khách lai rai rồi. Ở cái bài này, có chỉnh được ghế hay không? Không chỉnh được, thấy mẹ rồi. Đây là cái tư thế tầm bậy. Không bao giờ tập tư thế này nha. Nope. Mai sao lấy ra ta. Đó. Tại sao không tập được? Tại cái thế lấy ra nó rất là nguy hiểm. Đó, nó bị chấn thương ở đây nha mấy em. Nhiều khi mấy em vô phòng anh nhiều máy quá, cái mấy em tập không ai chỉ á. Xong rồi cái tập bậy bạ gãy mẹ cái lưng chỗ này nè. Đà, chết rồi, chết chỗ này nha. Chụp hình lại ghi dấu đầu lông vô mấy em. Đầu lông vô chết vô. Đó, chỗ này là chỗ chết nè. Đó, gà đây hết chết. Nhưng mà vô đây hồi nó còn chết lần nữa. Đó. Không tập như vậy. Nói thật với mấy em, nhiều khi máy để cho nguy hiểm vậy thôi chứ máy là nó gài á. Tập dễ chết lắm nghe. Rồi không tập gì nữa. Lên 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 lên. Tao tỉnh tao mới bỏ được vậy đó ba. Con thằng tập bên quận 6. Hồi xưa cũng vậy đó. Tập để làm sao gãy mẹ cái vai, không phải gãy. Mà cái vai này nè. Cái xương nó này nó nằm trong cái hốc. Nó tập sao cái xương nó nhảy ra ngoài cái hốc luôn. Anh Duy ơi, nắng là giùm em đi, ông cố nội tao cũng dám nắng nữa. Lúc đó thôi cho nhỏ tiền đi vô taxi. Đi taxi vô bệnh viện quận 6. Thằng bác sĩ nó không dám nắng luôn. Sợ. Về nhà nhỏ tự nắng luôn mày. Về nhà nhỏ tự nắng hết luôn mới ghê chứ. Hậu quả của việc đó nghỉ tập 8 tháng. Đó. Không có bữa chỗ này nha mấy em. Nên mấy em thấy cái máy độc độc tập bậy bạ để đây cho anh. Thử test tiếp. Giả bộ nhân viên ngu đi không biết tập đi nha. What? Giờ đây coi nó gan sao. Đó, kiểu này là ok mấy em. Này đúng bài. Rồi phải úp cái mặt vô kia tập đi. Đó. Đúng bài. Đó, má để vừa tay ghê chưa. Được, này giống máy xì mít quá mấy em. Giống máy xì mít quá. Đù. Nè. Đù. Không phải tựa lưng, còn nếu mà tựa như vậy cũng được, tùy tụi mày tựa hay không tựa. Lưng nào yếu tựa xong lên. Được mới quá, đúng bài. Được, chuẩn chưa? Chuẩn không? Hoặc là lên giày, ok. Cách này lên đúng. Đó, tập thử. Thử, thử xong cái hồi cái giày. Ồ, mà chuẩn quá. Đó là cách ra tạ và vô tạ đúng, không bị chấn thương nha mấy em. Anh Duy hướng dẫn mấy em vậy á. Cách như vậy thì cũng ok, dùng hơi BD. Tại sao BD biết không? Bây giờ mày ra mày chung cái đầu nhìn là BD. Đối với tao thằng đàn ông không cúi đầu. Nha. Nha. Thằng đàn ông đối với tao là không cúi đầu. Là một trang nam tử phải đầu đội trời, chinh đạp đất. Thằng nào sợ vợ coi lại đi.
Chết mẹ rồi. Tao quên cái túi thần kỳ Doraemon nè mấy em. Không ơi, lên lầu 6 có lấy giùm anh cái túi thần kỳ Doraemon như bác tại HOL xuống đây em. Tại biết trong đó có cái gì không em? Trời má, trong đó có cái bao tay ông ơi. Oh. Đúng không? Đàn ông tập gym không có đeo bao tay á, nó bị chai tay về vuốt gái nó bỏ hết nè. Ủa xin thưa với đồng chí luôn á. Bỏ sạch hết. Oh, no. Vuốt sao mịn nhỏ toàn đỏ quét không à, bị gì bị sứa. Da bình thường mà còn đỏ nha. Mấy cái chỗ mà nhạy cảm mà không biết sao nói luôn á, thiệt. Bởi vì mấy anh tập gym nó ẩu giả man lắm em. Nói rất là nhiều lần cái vụ bao tay. Với cái thứ hai là cái đai lưng. Tập dai không có đại lưng thôi mày tự sát cái con. Bữa hổm có thằng kia cũng tẩu tre, tao dạy không nghe đâu. Tướng tá tự tin tao đây còn trẻ, đẹp trai này nọ kia, bự bự đồ. Tập hả bị đặt. Tay cầm deadlift tay này, tay úp tay ngửa. Nó sumo deadlift thì tập yếu xìu mà chục tạ đùng đùng. Không đeo đai lưng đâu. Vài bữa tự nhiên sụm một cái đùng vô bác sĩ khám, thối gì địa điểm. Thằng đó là nó bị tiền sử thối gì địa điểm mà nó chưa biết đó. Xong rồi nó vô nó quất bậy bạ, nó bộc phát một cái một, nghỉ tập 2 năm. 2 năm sau ra tập như thằng BD vậy đó, tập như nè. Hết dám rồi, nó sợ luôn đó mấy em. Nói bởi vì cha mẹ đẻ rồi không bị chân đi tập tạ ngu, về mang đóng bệnh luôn. Tao chưa dám liều đây mà con. Đó. Bây giờ bài này mình đổi kiểu tập không? Bây giờ tự nhiên bài này ra vô thấy nó hàng sao mấy em em. Nên mình phải tìm giải pháp mình khắc phục thôi chứ. Mình chui ra chui vô thấy nó hàng sao. Woo. Lên. Bảy. Tám. Đó vô. Anh thích gì đó? Anh thích con người anh sang trọng, anh không thích hèn. Tập gym ở TH là phải sang. Đi là phải ngẩng ngực lên. Ưỡn một ngực vĩ đại của mình ra cuộc đời. Đằng sau quay mông. Ngực, đây gọi là gì? Ngực tấn công mà mông phòng thủ. Đó. Đẹp lắm, không giỡn rồi nha mấy em. Ở đằng sau là có cây để cho thằng đó đỡ nha. Tập dai nhiều khi cũng cần phải đỡ đó mấy em, tùy thôi. Còn bữa nay anh minh họa cái clip tạ cũng nó rất là nhẹ. Giỡn cho mấy em cho nó vui vậy đó. Nên anh không cần đỡ thôi. Chứ nào tập nặng là bài này đỡ được. Đố mấy em bay biết tại sao tao để cây lên trên. Nào trả lời đúng cho 1 triệu. Để cây lên trên để mình tập như nè. Một bài, một cái máy tập chúng ta phải biết nhiều thế tập. Cái nào nó hợp lý và cái nào không hợp lý. Ưu điểm, khuyết điểm của từng cái nha mấy em. Cái ngồi á là cái nó không phi quay. Thật sự anh không thích ngồi. Tập đứng mẹ đi, ngồi làm gì à. Ví dụ anh thì nói, anh nói cho anh thôi. Mấy em mới vô nghề, mấy em ngồi nha, đứng tập khó hơn. Đứng tập nó đòi hỏi sự thăng bằng. Đứng lấy tạ ra khó. Đó, ngồi nó dễ hơn, ngồi nó lực hơn. Tập đứng không nặng bằng tập ngồi nha. Ngồi nó được an toàn về cột sống nhiều hơn. Nhưng mà với điều kiện biết cách ngồi nha. Còn thằng nào mà ngồi ngu á, ngồi cột sống nó còn nguy hiểm hơn đứng nữa. Đó. Đứng là như vậy. Đứng dễ lắm em. Mốt mình con bò á, mình tập nhỏ này đứng, đầu mới tập phát hung cái, tập phát hung cái, tập phát hung cái, tập phát hung cái bao đỏ. Tưởng tượng chưa, nè, tụi mày tưởng tượng nè, tao đứng vậy đúng không? Bò ngồi đây, đỡ tạ cho anh. Không, thầy kêu BT đi. Thôi BT nữ mấy em. Thôi BT nữ. Đó. Đứng em đỡ cho anh đi em, đỡ anh phát. Đấy. Đó. Chỉ chiêu đó. Đó. Lên. Lên mức cao nhất. Lên mức cao nhất. Thấy không? Ok chưa? Đỡ nó giúp mình cái nữa, đỡ bị bật ra đằng sau. Ví dụ như anh Duy giữ thăng bằng tốt á, anh Duy cũng bị bật tạ ra đằng sau. Còn mấy thằng mới chơi á, nó bị bật ra đằng sau. Thì con nhỏ đứng trước. Anh ơi đừng xa em đêm nay. Đó, lôi lại. Hiểu chưa? Chút quá mình để lên cao vậy nè. Mình ra nó dễ hơn. Hiểu không? Hiểu không em? Thậm chí bài này nó còn một biến thể nữa. Em để vô đây. Được không?
đi ra đây đúng không? Muốn squat không em? Không mà ghê chưa, ghê chưa, không lợi hại không? Squat gà đó, hoặc là good morning, ok chưa? Đây là những cái biến thể hợp pháp của bài này nha mấy em. Xong rồi vô đây kịch, kịch đi ra. Trời ơi, cái tao mua máy tao tính hết rồi. Bởi vậy mới nói với mấy em á, đây là một cái máy tập nó tương đối nó rất là đa năng và nó rất là hiện đại. Đây là cái máy để vai nó hiện đại nhất của THOL nhập về. Ở bên Bình Tân á thì nó không được hiện đại như vậy. Thật ra cũng chung một lò đấy mấy em. Nhưng mà tại đời sau nó nâng cấp hơn đời trước. Chung lò nên thấy nó sẽ khác. Nhớ cái tư thế truyền thống á là như vậy nè. Gì mày? Hồi nãy các bạn mình ngồi mình đẩy mình đẩy bài quá. Thằng quỷ anh camera nó tưởng tượng anh Duy ơi sao anh Duy không kêu nữ BT ngồi đẩy anh. Nữ BT. Ủa lộn lộn. À đúng rồi, nữ BT, nữ BT đứng đẩy. Ha, ví dụ mình trai nè, mình ngồi vậy. Đó, mình ngồi vậy nè. Còn gái á đứng đẩy. Đúng không? Đứng để gánh ra sau lưng như nè. Đó. Mấy thằng khốn nạn nãy nó quay phim nó tưởng tượng vậy đó mấy bạn. Mấy bạn vô Facebook của tụi nó đi, report bay màu hết tinh thần nha. Đồ mất dạy. Tao chưa nghĩ ra sao tụi bay nghĩ ra. Mày nghĩ ra phải chia sẻ tao trước chứ. Chứ tại sao tụi bay nghĩ ra tụi bay cười một mình làm tao không biết tụi bay cười cái gì cả. Hả? Vỗ tay, vỗ tay. Nhắc lại, tư thế là tư thế truyền thống ok nhất của bài này. Mà đẩy ngon nhất á là để tạ đây nè. Đúng không? Hoặc là để tạ ở đây. Chúng ta đẩy bình thường lên thôi. Xong ta gác lên, đó tư thế là ok nhất. Còn tất cả những cái biến thể của nó có cái hợp lệ và cái không hợp lệ. Thì cái nào hợp lệ thì Duy đã nói rồi. Và cái nào không hợp lệ là chắc chắn là các bạn tập sẽ chết nha. Đừng nói là Duy không chỉ. Rồi. Cái này là bậy nha. Bây giờ đang tập bậy, không có tập kiểu này. Tập kiểu này chết luôn á. Nói trước rồi nha. Đó, vậy đúng không? Đứng thì ngầu lắm. Tập đi nè. Chấn thương ở đâu? Ở đây không sao đâu. Lên đây nè, chấn thương ở chỗ này nè. Tao ngu gì? Tao ngu gì? Tao nghỉ dài chết trong kia, nghỉ tập 8 tháng. Chết vậy đó. Nhớ. Xuống không sao cả, khúc mà nặng nó lên là vậy đó. Tập. Đó. Thì thông qua video này các em biết được cái máy này tập cái nào ok và cái nào không ok. Nhớ nha. Và khi có bạn tập á, khi có bạn tập hay là BT gì đó thì đứng ở đây đỡ chuẩn bài. Đúng không? Đỡ chuẩn bài. Đỡ vậy nè. Ok chưa? Nhưng mà có thằng khỉ kia nó tập nặng quá là mày phải tập lưng á. Thằng kia tập nặng quá là phải đứng dậy. Đó, trụ hai chân thẳng xuống. Còn không á, em đứng dậy em đỡ là nó bị tạ nó kéo em lũi về phía trước. Lũi phía trước em đè nó hai đứa bay quất nhau đây luôn nè. Nghe thầm đi đâu khác. Đó, do đó đỡ dậy. Đó, còn hoặc là tì vô đây, tùy thôi. Lùng cao thấp ốm như nó tì vô đây. Lấy lực. Đỡ hạ xuống. Lên, hạ xuống lên. Hạ xuống lên. Khi mà chúng ta đỡ tạ cho con cu kia kìa thì hai cái giai đoạn quan trọng nhất, giai đoạn lấy tạ ra và giai đoạn thứ hai lấy nó vô đây cất tạ vô cho nó, còn ở phút giữa để cho nó tự đỡ, ủa tự đẩy mình đỡ, đỡ cho có đỡ thôi, không có kéo nó, không có cho nó sức mạnh ảo tưởng. Mày tập nổi thì mày tập, mày tập nổi thôi, tao tập tao đau lưng quá má, thằng đỡ tạ gì đâu mà đau lưng. Thế này đỡ hơi khó đó mày. Bài vai nó làm vậy đó, bài vai nó làm vậy. Còn hoặc đứng sau lưng, đứng sau lưng đỡ giống như tấm hình huyền thoại của anh đó, hai bờ mông sau trước. Anh thân trai khi thành công có được rước em về nguyện ước vợ gamer đó. Thí dụ gái để dài, gái để dài bài này không có, gái squat, gái squat mình đứng sau mình để vậy nè đỡ nha. Chỉ hết rồi nha, tập cũng chỉ, sử dụng máy cũng chỉ, đỡ tạ cũng chỉ. Bởi vậy bạn hiểu tại sao mấy thằng BT phòng cỏ nó ghét Duy chưa? Hiểu thì chia sẻ và like đi ba. Ôi chùa hoài. Cười cái gì? Thực tế chút đi. Tới đây đóng tiền tập 535 Lê Văn Cương.
phường Hiệp Thành, quận 12, 107 đường số 6, Bình Trị Đông B, Bình Tân, số 10, Trương Văn Thành, Hiệp Phú, quận 902, Lý Phục An, Bình Thuận, quận 7. Xin mời các bạn. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết đều là không biết à. Cô chùa hoài.